Nhưng rất nhiều máy bay B-52 của Mỹ đã bị tên lửa của Việt Nam bắn hạ. Trên hình ảnh là xác máy bay B-52 bị bắn cháy và phi công đã phải nhảy dù mới thoát thân. Hồ Chí Minh đã cho thi công con đường tiếp tế từ vĩ tuyến 17 vào miền Nam, kéo dài đến tận thành phố Sài Gòn. Tuyến đường này dựa vào địa thế rừng núi để ngụy trang, và sau này nó có tên là đường Hồ Chí Minh. Quân đội Mỹ đã dùng các phương tiện tối tân để đánh phá, hòng ngăn chặn các hoạt động làm đường của công binh Việt Nam, và đã để lại những vết thương chiến tranh còn dai dẳng mãi đến tận ngày nay. Hồ Chí Minh hiểu rằng kẻ thù mới có sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần, và cuộc đấu tranh có thể phải mất nhiều thời gian hơn. Song Bác vẫn mơ được trở lại thăm miền Nam sau giải phóng. Khi đó, Bác thường xuyên động viên tinh thần, kêu gọi binh sĩ Việt Nam chiến đấu giải phóng đất nước. Ở tuổi 75, năm 1965, Bác Hồ đã bắt đầu viết di chúc rằng có thể Bác không sống tới ngày toàn bộ đất nước được giải phóng. Bác đã viết di chúc về độc lập, tự do và hạnh phúc ngày 10 tháng 5 năm 1969. Trong đó có đoạn: năm nay tôi đã 79 tuổi, thuộc số người xưa nay hiếm. Trí óc tôi vẫn minh mẫn, nhưng cũng có lúc quên. Đó là lẽ thường tình. Khi con người chúng ta được chứng kiến hơn 70 mùa xuân, sức khỏe suy giảm theo độ tuổi. Đoàn kết là điều quan trọng nhất. Toàn thể đảng viên, nhân dân phải bảo vệ sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Củng cố mở rộng dân chủ, chân thực, đó là điều tốt nhất. Đảng phải có kế hoạch phát triển để văn hóa thực thụ, nâng cao đời sống nhân dân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài. Nhân dân ta có thể còn phải hy sinh tính mạng và tài sản. Song chúng ta phải quyết tâm chiến thắng quân xâm lược. Mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân hợp tác chặt chẽ, nỗ lực xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng và góp phần vào phong trào cách mạng thế giới. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời, thọ 79 tuổi tại Hà Nội. Ngày đó trùng với ngày mà người đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam độc lập trước đó 24 năm. Chọn cuộc đời Bác có ngủ yên đâu, nay Bác ngủ chúng con canh giấc ngủ. Người chợp mắt cả năm châu cùng đêm, trên giường Bác chúng con không thắp nên. Đã có chăng sao ôm ấp quanh người.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định đặt tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra nghị quyết đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1946, người dân Việt Nam đứng lên chống thực dân Pháp. Sài Gòn đã từng có lần mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tôi đang đứng đây, đã mang tên một cách không chính thức là thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1969. Tức là hễ khi nào Việt Nam giải phóng được Sài Gòn, thì sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh để tôn vinh vị anh hùng dân tộc. Bây giờ là phần cuối cùng của chương trình đặc biệt này, Việt Nam Thống Nhất. Nội dung của phần này nói về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Ai chiến thắng? Mỹ có thực sự thất bại hay không? Hay rút quân theo lời kêu gọi của người dân từ chiến quốc? Khi ấy, chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Vậy ước nguyện trong bản di chúc của Hồ Chủ tịch có trở thành sự thật hay không? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, người không còn cơ hội trở lại thăm Sài Gòn, nơi mà người đã ra đi tìm đường cứu nước 58 năm trước. Mỹ đã đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam, hòng ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản theo hiệu ứng domino. Người Việt Nam chỉ đấu tranh vì mục tiêu thống nhất đất nước theo di chúc của Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Địa đạo Củ Chi đã làm cả thế giới kinh ngạc và ngưỡng mộ trước tinh thần quả cảm, sức chịu đựng phi thường của Việt Cộng, những người đã đào một hệ thống địa đạo với tổng chiều dài hơn 250 km, mà chỉ dùng những dụng cụ rất thô sơ như giò đựng đất, cuốc và hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Một công việc hoàn toàn không hề đơn giản. Việt Cộng dùng hệ thống địa đạo bất ngờ từ dưới đất xuất hiện ngay sát các căn cứ của quân đội Mỹ và tấn công trong chớp nhoáng. Xong việc, họ lại nhanh chóng biến mất vào địa đạo nhờ các cửa bố trí bí mật. Dạo bước trong rừng ở Củ Chi, ta cảm nhận được không khí thiên nhiên thật tuyệt vời và càng hiểu thêm về tương quan lực lượng giữa hai phía trong cuộc chiến thời bấy giờ, một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Khu vực này là khu vực có địa đạo với tổng chiều dài 250 km, một công trình thể hiện tài trí của người dân Việt Nam. Tôi sẽ thử xuống địa đạo.